Xin chào mọi người, chào các thành viên hội viên group YouTube, các hội viên group Zalo. Cảm ơn bạn Trần Văn Cường nha. Tối hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ ad mà ad không để ý, sáng nay mới phát hiện ra. Cảm ơn Trần Văn Cường rất nhiều. Tin võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên 751. Cho đến ngày thứ tư, bá thể khổng lồ mới vù vù rung động. Sau đó, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, bá thể không lộ hàng trăm trượng, tầng thốn thu nhỏ đi, tầng thốn bị nén lại. Từ khổng lồ 100 trượng thu nhỏ đến 90 trượng, sau đó 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng, 40 trượng. Quá trình này rất chậm chạp, trọn vẹn dùng tới 9 ngày. Đến ngày thứ 10, bóng người bá thể lớn trăm trượng lúc trước đã thu nhỏ lại như một người bình thường, giống như Diệp Đại Hào. Cẩn thận ngưng nhìn, nó liền bao phủ bề ngoài bên ngoài cơ thể Diệp Đại Hào giống như một bộ áo giáp hư ảo, quanh quẩn lấy lôi đình rất không ổn định. Diệp Đại Hào thần sắc trang trọng, thậm chí là đã lên điên cuồng, trong lòng khẽ quát muốn đem bóng người bá thể ép vào trong cơ thể. Hoặc là nói anh cùng bóng người bá thể muốn hòa thành một thể. Một màn bi thảm liền hiển hiện, thánh thể quanh sập ra vết nứt, bên trong khe nở phun ra thánh huyết, thánh cốt cũng đang đứt thành từng khúc một. Anh giờ phút này giống như một người máu, toàn thân be bét máu tươi. Bóng người bá thể quá mạnh, vốn là ở bên ngoài lại bị anh ép vào trong cơ thể, thân thể máu thịt khó thể chịu đựng được lực lượng cường đại đó. Phá trước rồi lập, lột xác cho ta, niết bàn cho ta. Diệp Đào nghiến răng, trên trán có gân xanh lộ ra ngoài, nội tâm cũng đang gầm thét, mặt mũi đều là tràn đầy thần sắc điên cuồng. Nếu có thánh thể tiền bối ở đây, nhất định sẽ cho là anh bị điên. Thật sự là anh điên. Lịch đại thánh thể liền cũng làm như vậy, hòa tan bóng người bá thể vào trong cơ thể, làm không tốt thánh thể sẽ bị no bạc mà nổ tung. Đây là hành vi của một tên điên, cũng là đang lấy mạng ra để mà cược. Nhưng anh chính là một tên điên, một đường làm chuyện cũng đều là chuyện điên cuồng. Cuối cùng anh đã không thể chịu được lực lượng bá đạo đó, thánh thể quanh ầm vang đứt toát, huyết cốt dính vào huyết cốt nổ tung thành đàn xương máu, hình ảnh đẫm máu nhìn thấy mà giật mình. Một người thật tốt là cái như vậy mà bị đáng diệt thành xương máu sao? Đất cát, đá vụn, vách đá, hoa cỏ, cây cối xung quanh đều tung tóe dính đầy thánh huyết quanh, mỗi một giọt đều rất chói mắt. Thâm sơn này bởi vì anh bạo liệt nổ tung mà lâm vào yên tĩnh giống như chết. Âm phong bắt đầu bừa bãi tàn phá, từng cô hồn lệ quỷ bỏ ra tới, giống như ngửi được mùi máu tanh, dịch một âm trầm đáng sợ. Có điều không chờ bọn chúng tới gần máu tươi của Diệp Đại Hào, liền bị một cổ lực lượng vô danh ép dịch thành tro tàn, không ngừng kêu rên. Một màn kỳ dị hiển hiện, chỉ thấy máu ánh tung tẻ của Diệp Đại Hào từng giọt đều đang lưu động, tiến gần với nhau, dung hợp vào nhau. Sau đó không lâu, từng giọt máu tươi màu vàng ngưng tụ thành một mảnh. Vùng thánh huyết kia đang ngọ nguậy, chậm rãi tụ ra máu thịt, ngưng ra thánh cốt, phía sau liền lại là ngũ tạng lục phủ. Diệp Đào bạo liệt nổ tung đã phục sinh, lần nữa đúc ra thánh thể. Anh vẫn như cũ quanh chân như một lão tăng ngồi thiền, cũng hề mở mắt. Thần sắc của anh bình tĩnh như nước, từng sợi tóc dài đen nhánh theo âm phong mà phiêu diêu, nhuộm từng sợi ánh sáng thần thánh vàng óng. Bá thể mở ra cho ta! Rất nhanh liền anh hét lên một tiếng, nhất thời thánh thể anh run lên, bên ngoài thân có lôi điện xé toát. Lại nhìn dưới lông mày quanh có thêm 9 đường vân trên thần văn độc quyền của thánh thể, tầng đường đều có kim quang óng ánh. Trong cơ thể quanh cũng có hình ảnh đáng sợ, toàn thân ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều có phù hoa, đều có phù văn khắc họa. Thánh huyết quanh mỗi một giọt đều có lực lượng thần bí đang phun ra nuốt vào. Mái tóc dài quanh tại bên trong bồng bềnh, từng sợi hóa thành màu vàng. Phía xanh cũng có dị tượng chợt hiển hiện, xen lẫn mà phát họa ra. Một cỗ lực lượng thần bí mà cổ xưa lấy anh làm trung tâm, hướng về tứ phương lan tràn ra vô hạn, đâm đến ngọn núi cũng phải sụp đổ. Đến tận đây, khóe miệng quanh mới hiện ra một nụ cười. Anh đã thành công đem bóng người bá thể dung nhập vào trong cơ thể. Cái gọi là nhược điểm cũng tại bên trong niết bàn, không còn sót lại một chút gì. Trạng thái bá thể của hắn đã đến gần vô hạn bởi huyết kế giới hạn. Hậu bối này của ngươi hoàn toàn chính xác là mạnh hơn ngươi đó. Trên đỉnh Minh Giới Sơn, Minh Đế ung dung cười một tiếng, trong mắt đế còn có sự vui mừng. Ta đã từng nói hắn sẽ là hoàng của thánh thể kinh diễm nhất. Đế hoàng mỉm cười, cũng xúc động vì sự kinh diễm của Diệp Đại Hào.
Ngay cả hắn cũng không dám nếm thử đem bóng người bá thể dung nhập vào trong cơ thể. Tìm được sống trong chỗ chết mới là niết bàn lột xác thực sự. Diệp Đạo đã nhìn vô cùng thấu triệt, cũng chính là có cảm giác giác ngộ này mới làm được chuyện mà liền đại thánh thể cũng không làm được. Anh đã tạo ra một thần tàng mới khắc phục nhược điểm của bá thể, đến gần vô hạch với huyết kế giới hạn. Đó là trạng thái bá đạo tới cỡ nào, so với người bá thể kia không biết còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc sâu, Diệp Đạo tính lại, hai con ngươi mở ra, có hai đạo thần băng bắn ra, đem vách núi phía trước khoan ra hai lỗ thủng. Sự tự chứng minh ánh mắt hoàn toàn chính xác, có thể giết người. Thần măng trong mắt bắn ra kia dịch một hai tiểu quỷ vẫn là làm được. Diệp Đạo phun ra một cục trọc khí, nhìn qua bên trong hoàn toàn tính thể của mình, đập vào mắt anh chính là một mảnh ánh vàng rực rỡ, thánh cốt như hoàng kim đúc nóng, khắc đầy phù văn chân chân chính chính, cường cần thiết cốt. Làm cho anh hiếu kỳ nhất chính là trong cơ thể tràn đầy một cỗ lực lượng. Lực lượng kia thần bí mà cổ xưa để anh rất quen thuộc, lúc cảm giác có chút giống như mở ra huyết kế giới hạn, cực kỳ tương tự. Thật thú vị đó. Diệp Đào nói thầm một tiếng, đưa tay ở trước ngực vạch một cái, một đạo huyết khác liền bị anh cắt đứt ra. Kỳ quái là không chờ thấm huyết tràn ra, với thần kia liền khép lại. Chính là trận giới mắt khép lại này, sức khôi phục rất là đáng sợ. Đây mới là thật sự trạng thái bá thể, quả nhiên là bá đạo. Diệp Đào không khỏi mỉm cười, ánh mắt óng ánh, song quyền siết chặt, không gian ở giữa lòng bàn tay yếu ớt không chịu nổi bị anh bóp cho lộ tung. Thân thể quanh quá cường đại, không gian cũng không chịu nổi. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể như đại dương đang cuồn cuộn mãnh liệt, cho anh đầy đủ tự tin một người có thể đánh chết thánh nhân. Tuyệt vời. Theo một tiếng thét dài của anh một bước lên trời, một quyền đánh về phía hư vô, đem thương thiên đánh ra một lỗ thủng. Diệp Đào, cút ra đây! Đang lúc Diệp Đào hưng phấn, một tiếng nổ hống chấn thiên vang lên, lấy lực lượng tu vi mà truyền ra. Diệp Đào nhíu mày, thu lại bá thể, nhìn về phía quỷ thần bên kia. Tiếng gầm thét kia bắt đầu từ đó truyền đến, có người muốn gây chuyện mà. Diệp Đào lại bật cười lộ ra hai hàm răng trắng, hung hăng vặn vẹo cổ, chân đạp hư thiên thẳng đến quỷ thần. Có người cho anh đánh liền sẽ có bảo bối, anh thích làm nhất là việc này. Là những bên ngoài quỷ thành hoàn toàn chính xác, đồng tĩnh không hề nhỏ, mây đen nặng nề giống như một tấm màn đen che trời bao trùm cả hư không, thiên địa không còn ánh sáng. Bên ngoài quỷ thành đứng đằng đó 8 bóng người xếp thành một hàng. Đây là thần vị minh tương, cũng đều thân khoác áo giáp, khí vũ hiên ngang, huyết mạch rất bất phàm, khí huyết mãnh liệt bừa bãi thành phá ngập trời. 8 người này thực sự không đơn giản, chính là minh tương dưới trướng Sở Giang Vương. Thập điện minh phủ, Sở Giang Vương chấp trưởng điện thứ hai, bọn hắn 8 người cùng Phi Long Minh Tướng điện danh xưng là cửu đại minh tương của nhị điện. Không phải một cái minh tương để có may mắn quy về dưới trướng Diêm La, thế nhưng là có thể được Diêm La nhìn trúng, có thể được Diêm La thu thập về dưới trướng, để còn có ngoại lệ để là người tài thiên phú cũng đều vạn người không có được một. Bọn hắn 8 người cộng thêm Phi Long Minh Tướng đều rất vinh hạnh, chính là vinh quang chí cao, được Diêm La bồi dưỡng, được tứ phương sùng kính. Bát đại minh tương đều tới, người trong thành bị kinh động, hoặc là 3 người một tổ, hoặc là 5 người một nhóm tuôn ra khỏi cửa thành. Nhìn thấy người vội tới, đám khán giả cũng nhìn được đánh run một cái, lạnh toát rung động các người. 8 người khi thế liên thông quy áp sen lẫn rất là cường hoành. 8 người này có cái địa vị gì chứ? Có người kinh dị hỏi. Minh tương nhị điện phụ thuộc dưới trướng Sở Giang Vương. Từ trái sang phải theo thứ tự là Thiên Hạ Minh Tướng, Địa Nhạc Minh Tướng, Càn Khôn Minh Tướng, Âm Dương Minh Tướng, Xích Diễm Minh Tướng, Giao Hải Minh Tướng, Tà Ác Minh Tướng cùng Phong Lôi Minh Tướng. Ngày bình thường rất khó gặp, hôm nay lại đều gặp xuất hiện 8 người. Lần này Diệp Đào treo cổ là cái chắc rồi. Còn có thể trách được ai chứ? Có người phất phất tay nói ra. Lúc trước ta thấy có người đánh Phi Long Minh Tướng, ta cũng muốn chơi chết hắn. Diệp Đào cút ra đây. Bên trong tiếng nghị luận, Xích Diễm Minh Tương tốt điên gầm thét, một đôi thần bâu thiêu đốt dịch diễm màu đỏ. Bảy đại minh tương còn lại sắc mặt cũng đều băng lãnh. Sở Giang Vương là người thế nào chứ? Chính là một trong thập đại Diêm La của địa phủ,
Minh Tương giữ trấn hắn bị đánh cho tàn phế, còn muốn đến mức nào nữa chứ? Lấy thân phận Sở Giang Vương tuyệt đối sẽ không tự hạ thấp thân phận, tìm dưới hào thanh toán chuyện có hậu bối, còn cần bọn hậu bối đến tự giải quyết. Thế hệ tuổi trẻ nhị địa, bọn hắn là mạnh nhất, nhiệm vụ tìm lại mặt mũi này cũng trừ bọn hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai là Tiểu Hào nhanh chóng lăn ra đây. Thấy không có người nào lao lên trời, phòng đội bình tướng cũng gầm thét một tiếng như lối đình. Ai tìm ta thế? Thanh âm vang lên lại không phải là truyền lại từ Quý Thành, mà là truyền lại từ một mảnh khư thiên khác có bóng người chuyển hóa hiện ra. Giữa đà tên kia vừa hiện thân trên đạp hư không cả lớn phất phơ mà đến, rất là không đứng đắn, cũng giống như không có chuyện gì. Lúc anh đến bắt lại Minh Cương, tập thể quay người, trong mắt nở rộ thần mang tinh quang lửa nóng, còn có hương phấn khó hiểu. Lần này đến đây kỳ thực có hai mục đích, một là tìm lại mặt mũi, còn hai đó chính là muốn nhìn một chút thánh thể trong truyền thuyết là có giống như lời nói trong truyền thuyết hay không, cung cấp là vô địch. Đây là Minh Tương giữ trướng Diêm La để có cao học của riêng mình. Ở địch cung cấp chưa hề thua trận, làm sao có thể phục hoàn của thánh thể được chứ? Suy nghĩ của bọn hắn cũng giống như Phi Lam Minh Tướng trước đây, đều muốn dùng thực lực chiến đấu phá vỡ thành toàn của thánh thể, cung cấp là vô địch. Giả Đào ngừng chân, nhìn lúc qua tám người, không cần đi hỏi, chính là đến từ phương này, đến là lệ thuộc Diêm La Sở Giang Vương. Lúc trước, anh đem Phi Lam Minh Tướng đánh cho tàn phế, người ta có thể bỏ qua mới là lạ đó. Chỉ có điều, anh không nghĩ tới, không đến thì thôi, vừa đến chính là tám tên, nhìn điều này rõ ràng là muốn quần đấu qua. Lại còn có một tên Chuẩn Đánh Vương, thật là để bắt tới ta đó. Diệp Đào nhướng lên lông mày, nhìn qua người ngoài cùng bên trái kia, hắn là Thiên Hạ Minh Tướng nổi tiếng của binh giới, anh cũng đã từng nghe nói qua một chút. Khi tức của Thiên Hạ Minh Tướng là bá đạo nhất, đã vượt qua thánh nhân, đang lâm Chuẩn Đánh Vương, khi tức không phải là trâu một cách bình thường. Có điều, điều này đối với anh mà nói, cơ thực cũng không có gì khác nhau. Lúc còn ở tại Chư Thiên, anh chỉ là một chuẩn thánh để có thể đập cho Chuẩn Thánh Vương tàn phế. Bây giờ đến minh giới, dung hợp với thánh quốc Bá Linh và thần nàng của Đế Hoang, chiến địch đã đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Có thể nói như vậy đi, phía dưới cấp thánh vương muốn chơi trò gì anh chơi cũng được. Không quan trọng, đã thử dám nói một câu sợ để không gọi đà dẹp cái hào. Cùng đám người đã đánh, anh thậm chí đều không cần mở ra mã thể, cho dù đến tám cái lã tử vẫn đập phế như thường. Dẹp cái hào mới thực sự là thật lớn gan, dám làm tổn thương Minh Tương như địa chúng ta. Càn Khôn Minh Tương quát rằng, sát cơ bắn ra tứ phía, vậy ngươi muốn sao? Dễ Đào hai tay khoanh trước ngực, ông nhung cười rất hứng thú nhìn qua Càn Khôn Minh Tương. Tự phế tu vi để tranh con ta cho ngươi khỏi chết. Càn Khôn Minh Tương quát rằng, giá trị trâu bò hắn đã hơi tiến nhập cảnh giới mới rồi. Thật có lỗi nhé, chuyện này ta thật sự không làm được. Dễ Đào bĩu môi, về đền ta sẽ tự mình động thủ. Càn Khôn Minh Tương chân đạp cửu tiêu, một bước vượt qua lao đến, đầu ngón tay trỏ có thần mang vờn quanh, bí pháp thiền khôn dung nhập một chỉ phát tuyệt, có uy thế hủy diệt tràn ra. Giáp Đào cười nhạt mà không đổi sắc, giống như một cây lao đứng đặt, mặc cho một chỉ đâm đến, quốc Càn Khôn Minh Tương lại vẫn đứng sừng sững bất động.